Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay kênh YouTube Ăn Sạch Uống Sạch Vườn Rau Tại Gia xin giới thiệu với tất cả mọi người một mô hình vườn rau khá lớn 3.000 m2. Hiện tại thì vườn này đang đặt ở Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Khu vườn này thì có hai khu. Thứ nhất là khu phía trước thì anh chủ đầu tư sử dụng để trồng các loại cây dây leo như là bầu, bí, mướp, khổ qua. Hiện tại thì đây là một mô hình mà Ăn Sạch Uống Sạch vừa mới thi công xong và chuẩn bị bàn giao cho khách hàng của mình, kèm theo đó là dịch vụ kỹ sư chăm sóc định kỳ hàng tháng. Sau đây thì mời các bạn tham quan khu vườn rau. Khu vườn rau này có diện tích 3.000 m2. Hiện thì vườn rau đang vận hành trong giai đoạn 15 ngày. Thì có những cái khu thì mình trồng trước, có những khu trồng sau để đảm bảo gối đầu cho rau cho anh sử dụng. Vườn rau này được xây dựng với mục đích là phục vụ cho chuỗi cửa hàng của anh tên là One In Zone. Phần còn lại thì anh tặng cho gia đình sử dụng hàng ngày. Kỹ sư của công ty Ăn Sạch Uống Sạch thì thực hiện cái phương án gối đầu cho anh, cho nên là ngày nào cũng sẽ có một cái sản lượng rau đưa về thành phố để cho anh sử dụng. Khu vườn hiện tại đang có cái mô hình là xây lún để mà tiết kiệm tối đa diện tích. Phía trên thì có hệ thống nhà màng khá là kiên cố. Một cái lún như vậy thì có chiều dài khoảng 20 m, chiều rộng là 1 m. Các loại rau mà anh sử dụng trồng ở đây chủ yếu là các loại rau mùi như là tía tô, ngò. Rau thơm các loại. Đây là những luống rau muống ở giai đoạn 10 ngày. Hiện tại nhân công để vận hành khu vườn này là gồm có một nhân công chính, đó là bạn kỹ sư giám sát trưởng ở đây, và ba nhân công phụ để tiến hành vận hành vườn. Hiện tại thì đang có một đội đang tiến hành nhổ cỏ cho những cái luống rau. Phía giữa lối đi thì có rải những cái lớp đá mi để đảm bảo độ sạch sẽ cho khu vườn. Phía sau là cái khu mà kỹ sư quan sát cũng sạch cho gieo hạt đầu tiên, và hiện tại thì nó là khu sắp được thu hoạch. Toàn bộ khu vườn này đều được lắp hệ thống tưới tự động. Trong những cái video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu kỹ hơn về cái hệ thống tự động của cái khu vườn này. Mời các bạn theo dõi cái phần link bên dưới hoặc là vào trực tiếp kênh. Một vườn rau như thế này thì cũng rất là nhiều cái thông tin mà những bạn có niềm đam mê về trồng rau có thể tham khảo. Hiện tại theo ước tính của kỹ sư công ty Ăn Sạch Uống Sạch thì một cái luống rau như thế này, ví dụ như các loại rau muống, thì có thể thu hoạch lên đến 140 kg trên một cái luống dài khoảng 19-20 m và rộng thì 1 m. Quy trình trồng rau thì ở đây thì mình đảm bảo quy trình trồng rau an toàn theo hướng hữu cơ, rau đảm bảo an toàn 100%. Quy trình an toàn này thì không có nghĩa là mình sẽ sử dụng 100% cái chế phẩm hữu cơ,
Nhưng mà tuy nhiên khi mà phát hiện sâu bệnh, mình sẽ hạn chế tối đa, nhưng mà khi mà phát hiện sâu bệnh thì mình sẽ đảm bảo là rau sẽ được cách ly đúng cách, đúng ngày và đúng thời điểm. Đây là những luống rau muống sắp cho thu hoạch. Đây là cải bẹ xanh. Những loại rau này thì chủ yếu phục vụ cho các cái món ăn của nhà hàng One In Zone. Hệ thống chuỗi nhà hàng được đầu tư rất là mạnh tay và khá là có tiếng trên thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Chi phí đầu tư cho một cái khu vườn như vậy thì trên dưới 1 tỷ, sắp xỉ khu đó, tùy vào mình sử dụng cái loại những cái loại phụ kiện bổ trợ nó chất lượng hay không chất lượng, ví dụ như là dây tưới nhỏ giọt hay là hệ thống tưới nhỏ giọt, mô hình đi hệ thống tưới và các loại phân bón, vì có thể là một vườn rau rất là bạc ngàn, phân khu rất là rõ ràng. Nếu các bạn có thấy video này hay thì các bạn sẽ like và subscribe kênh giúp mình nhé. Trong những video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu kỹ hơn về cái mô hình chính của khu vườn này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.